Hello cô chú anh chị, lại là em đây. Hôm nay em sẽ review cho mọi người về một dòng xe mà phải nói là được rất là nhiều các bạn hỏi em trong thời gian gần đây. Đó là dòng xe Winner X. Đây, bên tay phải em đây là dòng xe Winner X. Đối với màu mà mọi người đang xem đó là phiên bản thể thao mâm đồng. Màu ở giữa đây đó là màu 3D mà bên em đã sơn lại. Còn màu bên kia đó là màu đen. Thì đối với dòng xe này, hiện tại bên em đang bán với giá từ 32.200.000. Chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và mình trả trước giúp em từ 7 triệu là mình sẽ rước ngay em nó về nhà. Ngoài ra, bên em có gắn thêm phụ kiện trên xe. Ví dụ như mọi người thích gắn thêm cái gì đó, bên em sẽ gắn cho mọi người. Chẳng hạn như xe này, em có gắn sẵn tay hắn nè, bao tay nè, ba ga kiểu nè. Ngoài ra bên em còn nhận đổi màu sơn theo phong thủy của khách hàng. Chỉ cần mọi người lưu lại màu sơn mà mọi người muốn đổi, sau đó đến cửa hàng gặp em sẽ hỗ trợ đổi màu sơn cho mọi người ha. Trước khi ghé cửa hàng, mọi người gọi cho em qua số hotline là 032 6383 909 để được tặng ngay gói phủ nano 400 và giảm trực tiếp 500.000 vào giá xe. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của em nhé. Hello cô chú anh chị, lại là em đây. Hôm nay em sẽ review cho mọi người về một dòng xe mà phải nói là được rất là nhiều các bạn hỏi em trong thời gian gần đây. Đó là dòng xe Winner X. Đây, bên tay phải em đây là dòng xe Winner X. Đối với màu mà mọi người đang xem đó là phiên bản thể thao mâm đồng. Màu ở giữa đây nó là màu 3D mà bên em đã sơn lại. Còn màu bên kia nó là màu đen. Thì đối với dòng xe này, hiện tại bên em đang bán với giá từ 32.200.000. Chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và mình trả trước giúp em từ 7 triệu là mình sẽ rước ngay em nó về nhà. Ngoài ra, bên em có gắn thêm phụ kiện trên xe. Ví dụ như mọi người thích gắn thêm cái gì đó, bên em sẽ gắn cho mọi người. Chẳng hạn như xe này, em có gắn sẵn tay hắn nè, bao tay nè, ba ga kiểu nè. Ngoài ra bên em còn nhận đổi màu sơn theo phong thủy của khách hàng. Chỉ cần mọi người lưu lại màu sơn mà mọi người muốn đổi, sau đó đến cửa hàng gặp em sẽ hỗ trợ đổi màu sơn cho mọi người ha. Trước khi ghé cửa hàng, mọi người gọi cho em qua số hotline là 032 6383 909 để được tặng ngay gói phủ nano 400 và giảm trực tiếp 500.000 vào giá xe. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của em nhé.